Hello, chào anh em nhé. Thì hôm nay này về là rất chi là nhiều cái thoi đẩy dùng cho FX này. Đấy, thoi đẩy dùng cho FX đủ hết cho anh em này. Đây đây này. Đấy, thoi này này, rất chi là nhiều nhé. Thoi này là em đủ có cả thoi 5.5 này, 4.5 này và 6.35 nhé. Đấy, quy sói này. Quy sói này, quy ba lỗ tactical này, quy K2 này, quy Terminator này, quy xúc ích kìa. Đấy, nói chung là những cái thoi này là bên em đủ hết nhé. Các bác mua thì báo em. Đấy, thoi đây là, cái này đây là thoi 635 của quy K2 nhé. Đây, 635 của quy K2 này. Đây là thoi 5.5 này. Đấy, và thoi này là thoi 4.5 nhé. Đấy, đủ hết cho các bác. Các bác mua báo em loại nào cũng được. Đây là của quy K2. Còn cái này nhé, cái này là của quy tactical, quy ba lỗ tactical anh em nhé. Đấy, quy ba lỗ này tactical, đây này, đấy đây này, đây nhá, đấy quy ba lỗ này. Và đây là thoi 4.5 này, 4.5 này, 5.5 này, đấy 635 này. Em bán đồng giá nhé, đồng giá nhé, đồng giá 300.000 nhé, 300.000 bao ship. Thì khi các bác mua đây, các mua thì là sẽ tặng kèm theo cho anh em lên đây nhé. Đây này, tặng kèm theo cho anh em là một cái ống này nhé, cái ống dẫn hướng này để chúng ta lắp vào quy đây này, được chưa anh em? Đây nhé, đấy đây nhé, thoi này là thoi thoi kim đấy, thoi kim, ok chưa anh em? Lỗ giữa các thứ này, lỗ gen này rất là chuẩn nhé. Đấy, cái thoi này nó y hệt như là cái thoi nguyên bản của quy quy luôn luôn nhé. Đây là thoi của quy ấy, quy sói này, quy sói cũng đầy đủ nhá. Quy sói cũng đầy đủ 4.5 này, 5.5 và 635. Đấy, các cỡ luôn cho anh em. Anh em cần thì cứ alo trực tiếp cho em nhé. Alo trực tiếp cho em là em có đủ cho anh em nhé. Đấy, 4.5, 5.5 và 635 anh em nhé. Đấy, được chưa anh em? Thì là em bán ra đây. Nó rất là nhiều, xì lẻ là rất nhiều nhé. Các bác cứ mua mua hàng cứ alo trực tiếp cho em là được. Quy sói này, quy K2, quy ba lỗ tactical này, dòng ba lỗ Terminator Super X, nói chung là cái dòng quy các bác mua cái loại nào thì báo em loại đó được nhé. Ok chưa anh em? Bên em là vẫn đầy đủ cho anh em là những cái linh phụ kiện nhỏ lẻ này, từ dòng sim tim bơm van nạp lò xo, khung cành kẹo, kính bơm tay bơm máy, nói chung là đủ hết cho các bác. Rồi, một video ngắn đến đây là kết thúc. Xin chào anh em, hẹn anh em vào những video tiếp theo.